Một âm thanh từ vũ trụ. Khi ở trong không gian, không ai có thể nghe thấy bạn nói, cười hay la hét. Ít nhất là mọi người vẫn nói thế. Việc không thể nghe trong không gian là do điều kiện của nơi đấy. Tuy nhiên, nếu bạn có điều kiện thích hợp như khí nóng xung quanh lỗ đen nằm ở tâm của cụm Perseus, thì vũ trụ khá ồn ào đấy. Perseus là một cụm thiên hà ở cách chúng ta 250 triệu năm ánh sáng. Các nhà nghiên cứu đã thu được âm thanh thực tế của vũ trụ, sóng di chuyển qua khí plasma trong Perseus. Lần đầu tiên họ biết được lỗ đen tạo ra tín hiệu âm thanh là vào năm 2003. Nhưng đây mới là lần đầu tiên họ đưa những tín hiệu này đến tai người. Và wow, âm thanh thật đáng sợ. Hẻm núi chứa chất lỏng trên Titan. Gần một thập kỷ trước, tàu vũ trụ của NASA đã khám phá ra những hẻm núi sâu trên mặt trăng Titan của sao Thổ. Chúng rộng khoảng nửa dặm và trông giống như hẻm núi lớn trên trái đất, nhưng chúng cũng chứa đầy hydrocarbon lỏng. Đây là lần đầu tiên chúng ta tìm thấy bằng chứng về các hẻm núi và các kênh chứa chất lỏng trên Titan. Hệ mặt trời bao gồm vô số các hạt nhỏ và đá tảng quay xung quanh mặt trời, giống như các hành tinh. Đôi khi, một số tảng đá thay đổi quỹ đạo, vậy là mảnh vỡ rơi xuống các hành tinh. Hầu hết, vẫn thạch và sao chổi đều có nguồn gốc từ hệ mặt trời của chúng ta. Một số đến từ vành đai từ hành tinh giữa sao Mộc và sao Hỏa, một số khác lại đến từ vành đai Kuiper, nằm ngoài quỹ đạo của sao Hải Vương. Nhưng 5 năm trước, các nhà khoa học đã tìm thấy một vật thể bất thường, một tảng đá vũ trụ dài màu đỏ có tên Oumuamua. Nó dài hơn 1.000 mét, nhưng kích thước vẫn chưa phải là phần ấn tượng nhất. Nó là vật thể liên sao đầu tiên mà chúng ta thấy đi qua hệ mặt trời, nghĩa là nó đã hình thành và đến vùng ngoài của hệ. Nó đã di chuyển nhanh hơn các tiểu hành tinh và sao chổi trong hệ mặt trời. Không ai biết vật thể kỳ quặc này đến từ đâu. Rất nhiều năm trước, khi nó bắt đầu hành trình và rời khỏi hệ hành tinh mẹ, các ngôi sao không ở vị trí giống như ngày nay. Vì vậy, thật khó để xác định Oumuamua đã chạy trốn từ đâu. Tảng đá có thể đã chu du cả triệu năm rồi. Các sự kiện chấm dứt năng lượng mặt trời. Mặt trời không chỉ là quả bóng khí rực lửa mà ta nhìn thấy trên bầu trời. Nó thực chất là một mạng lưới khá phức tạp, bao gồm các đài phun plasma cao chót vót, từ trường và các đốm vật chất bất thường to gấp 500 lần trái đất. Rồi ta có các sự kiện chấm dứt năng lượng mặt trời. Nói đến hoạt động, mặt trời trải qua một chu kỳ tự nhiên gồm đáy và đỉnh. Cứ mỗi 11 năm, mặt trời lại hoạt động tích cực hơn so với các giai đoạn khác của quá trình. Đến cuối chu kỳ, sẽ có ít khí thải và vết đen hơn, bởi vì khi đó, từ trường yếu đi và va chạm dọc theo đường xích đạo của mặt trời. Điều này dẫn đến những cơn sóng thần plasma khổng lồ. Chúng đi ngang qua bề mặt của mặt trời trong nhiều tuần. Đây là những cơn bão mạnh nhất trong hệ mặt trời. Chúng xoắn, đập và phóng vào vũ trụ, có ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưới điện của chúng ta. Khi bão ập đến, nhiều đốm lớn bắt đầu hình thành trên mặt trời, gần các đường sức từ. Thông thường, đó là khi chu kỳ bắt đầu lại từ đầu. Người ta vẫn không biết chính xác lý do mà chúng hình thành. Ngoài ra, ta không chắc liệu hiện tượng này chỉ xảy ra vào cuối chu kỳ hay không. Và biết thêm về điều này sẽ giúp chúng ta chuẩn bị tốt hơn cho các cơn bão mặt trời đang hoành hành. Sóng thần trên sao Hỏa. Dường như các đường bờ biển dưới bề mặt của sao Hỏa hình thành là do hai cơn sóng thần khổng lồ. Sao Hỏa có trận lở đất dài nhất trong toàn hệ mặt trời. Đá tảng đã lăn xuống núi từ hàng tỷ năm trước. Chúng rơi xuống nước và tạo nên một làn sóng cực lớn tràn qua bề mặt sao Hỏa. Khi sóng thần càng lớn dần, các tảng đá càng cào mạnh vào mặt đất rắn chắc bên dưới. Và những con sóng đầy cát này sẽ để lại dấu vết trên bờ biển không quá gần với núi Olympus. Điều này có nghĩa là sóng đã đi được vài trăm dặm. Dữ kiện này ủng hộ cho thuyết sao Hỏa từng có một đại dương ẩn dưới bề mặt sa mạc khô cằn. Chắc chắn Oumuamua rất tuyệt vì nó là vật thể đầu tiên chúng ta nhìn thấy đến từ bên ngoài hệ mặt trời. Vì hiện nay nó đã đi qua chúng ta nên việc nghiên cứu nó không còn khả thi. Nhưng còn một vật thể khác đến từ bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta sau Oumuamua, một sao chổi có tên là Borisov. Nó có một cái đuôi dài hơn 160.000 km. Các đội ngũ đã có một số hình ảnh đầu tiên về Borisov vào năm 2019. Một vầng sáng trắng rực rỡ bao quanh nó. Và đó là một trong những dấu hiệu đầu tiên để các nhà khoa học biết được sao chổi này không đến từ hệ mặt trời của chúng ta. Họ cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt vì họ nhớ rằng Oumuamua đã tẩu thoát rất nhanh. Borisov đến từ một nơi băng giá, lạnh bằng vành đai Kuiper. Một thuyết cho rằng nó có thể bắt nguồn từ một sao lùn đỏ.
loại sao phổ biến nhất trong giải ngân hà. Nhưng thật không may, Borisov cũng rất nhanh. Nhanh đến mức người ta chỉ kịp quan sát nó trong vài tuần trước khi nó đi qua trái đất. Đến bây giờ, nó gần như đã ra khỏi hệ mặt trời. Việc tìm kiếm các hành tinh mới luôn là hành trình thú vị. Giống như vào năm 2017, một nhóm nhà nghiên cứu đã khám phá ra siêu trái đất. Đó là một ngoại hành tinh, có nghĩa là nó quay quanh một ngôi sao bên ngoài hệ mặt trời của chúng ta. Hành tinh này có khối lượng gần gấp 3 lần trái đất và nó chỉ cách chúng ta 21 năm ánh sáng. Nó quay quanh sao lùn M và đi một quỹ đạo hoàn chỉnh chỉ trong 2 tuần. Vì vậy, đó là khoảng thời gian 1 năm trên hành tinh này. Nó ở gần sao mẹ hơn so với sao thủy ở gần mặt trời. Nhưng sao lùn M lạnh hơn mặt trời. Vì vậy, biết đâu hành tinh này vẫn còn nước. Siêu trái đất nói chung là một thuật ngữ chỉ các hành tinh nhẹ hơn các hành tinh khổng lồ băng giá như sao Thiên Vương và sao Hải Vương, nhưng lại nặng hơn trái đất. Siêu trái đất có thể được làm bằng đá, khí, thậm chí là sự kết hợp của cả hai. Hành tinh mà họ phát hiện vào năm 2017 đặc biệt thú vị vì loại hành tinh này cũng có thể chứa đựng dạng sống nào đó. Leroy Kiel là một phi hành gia đã chỉ huy trạm vũ trụ quốc tế vào năm 2005. Có lần khi thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian cuối cùng, anh ấy đã thấy ánh sáng bất thường, trông giống như 5 ngọn đèn đang bay gần anh ấy. Chúng có hình kim tự tháp vì một tia sáng hơi hướng về phía trước. Kiel ngay lập tức gọi một phi hành gia cũng đang ở bên ngoài đi bộ. Anh ấy đã hỏi đồng nghiệp xem có nhìn thấy vật thể bay không, nhưng đồng nghiệp đáp lại là không. Các nhà nghiên cứu bị câu chuyện này cuốn hút nên đã kiểm tra các hình ảnh vệ tinh để xem liệu đó có phải là thứ Kiel đã nhìn thấy hay không. Có khả năng Kiel đã nhìn thấy những chiếc thuyền đánh cá ngoài khơi bờ biển Nam Mỹ. Với đèn sáng, họ muốn thu hút mực, nhưng vì lúc đó là hoàng hôn, chuyển động quay của hành tinh chúng ta đã khiến đèn trông như đang bay. Các ngôi sao neutron đâm sầm vào nhau. Sau khi một ngôi sao nặng đi đến hồi kết trong một vụ nổ siêu tân tinh mạnh, lõi của nó sẽ tan rã. Sau đó, nó tạo thành dạng vật chất đặc nhất mà chúng ta biết trong toàn vũ trụ, có tên là sao neutron. Chỉ trong vài giây đầu tiên, khi một ngôi sao thông thường chuyển đổi thành sao neutron, năng lượng ở gần đó bằng tổng lượng ánh sáng mà tất cả các ngôi sao trong vũ trụ phát ra. Ít nhất là phần chúng ta có thể quan sát được, mà như thế đã là rất lớn. Thật khó có thể xác định kích thước thực của chúng, nhưng hãy hình dung theo cách này. Chiều dài của Manhattan với khối lượng gấp 1,5 lần mặt trời. Nếu ngôi sao ở đây dày đặc hơn, nó sẽ sụp đổ và tạo thành lỗ đen. Các nhà khoa học đã chụp được hai ngôi sao neutron va chạm vài năm trước, và tác động như vậy là vô cùng mạnh mẽ. Chúng tạo ra sóng hấp dẫn, sau đó tạo gợn sóng trong không thời gian, đồng thời tạo ra các nguyên tố nặng như bạch kim và vàng.